Hello, xin chào. Chào mừng các chị đã trở lại với kênh YouTube của Tính. Thì lần trước Tính đã chia sẻ một cái video về cách ôn tập cũng như cách làm bài thi phần thi nói speaking của thi tiếng Anh B1, B2 và C1. Ngoài ra Tính cũng đưa ra một vài các ví dụ là những cái ví dụ mà các anh chị mình sẽ ép mình theo cái thời gian tương tự như thi trên máy. Thì Tính đã soạn một số cái bộ đề cũng như là Tính đã phân bố cái thời gian sao cho tương tự như các anh chị mình thi ở trên máy nhất. Thì nếu các anh chị mình chưa xem video đó, trước khi xem video này thì Tính khuyên các anh chị mình nên xem lại những cái video đó để mình nắm vững hơn những cái kiến thức, những cái kỹ năng cũng như là những cái ví dụ để mình sẽ hiểu hơn về cái phần bài thi của mình. Thì các chị mình có thể xem lại ở đường link ở bên trên cũng như đường link ở phần mô tả bên dưới. Hôm nay thì Tính chia sẻ cái gì? Hôm nay thì Tính sẽ sửa một trong những cái phần bài thi nói mà Tính đã cho ví dụ cho các anh chị mình để các anh chị mình nắm được là cái phần bài này sẽ phải trả lời ra làm sao. Thì Tính sẽ cố gắng chia các trình độ như B1 sẽ trả lời làm sao, B2 và C1 phải trả lời như thế nào để giúp cho các anh chị mình B1 mình vẫn phải ôn bài được và B2 và C1 các anh chị mình vẫn có những cái kiến thức, cái cách trả lời. Các anh chị mình lưu ý đây chỉ là những cái gợi ý riêng của Tính, tùy vào các chị mình có thể có những cái đáp án khác. Các anh chị mình cần phải lưu ý là không ai bắt buộc các anh chị mình phải trả lời đúng 100%, đúng thực tế, đúng với bản thân mình hết. Chủ yếu là mình có nói, có trình bày quan điểm của mình nói càng nhiều càng tốt. Thì dựa theo những cái nói đó, những cái mà mình đã trình bày đó thì giám khảo sẽ chấm bài cho mình. Do đó các anh chị mình không nhất thiết là phải đúng thực tế mà chủ yếu là mình có nói, mình sử dụng cái ngôn ngữ, sử dụng tiếng Anh để mình trình bày quan điểm. Đó chính là cái việc sử dụng ngôn ngữ trong phần thi speaking. Sau đây mà các anh chị mình cùng đi vào cái những cái gợi ý của Tính cho cái phần ví dụ minh họa cho cái phần bài thi speaking nhé. Đầu tiên sẽ là gợi ý cho phần thứ nhất, Part 1, Social Interaction, tương tác xã hội. Thì ở cái phần này thì Tính đưa ra hai cái chủ đề là Reading và Keeping Fit, đọc và việc giữ gìn cho cơ thể được cân đối ha. Thì đó là hai cái chủ đề của mình. Thì bây giờ Tính sẽ đi qua từng chủ đề và Tính sẽ gợi ý cho từng chủ đề cách trả lời như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ nhất là chủ đề về Reading. Chúng ta sẽ đi qua từng câu hỏi của chủ đề reading, câu hỏi thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Đầu tiên sẽ là câu hỏi thứ nhất. Do you enjoy reading? Why? Bạn có yêu thích cái việc đọc hay không và vì sao? Thì Tính sẽ gợi ý cho B1 và B2. Thì B1 Tính sẽ gợi ý là Yes, I do. I love reading very much because I can learn new things. Vâng, tôi thích cái việc đọc rất là nhiều bởi vì tôi có thể học được những cái điều mới. B2 thì mình cần trả lời dài hơn, ví dụ như Yes, I do. I can widen my knowledge and relax after work. Sometimes when I want to brainstorm or find a new idea, I can read and to find inspiration. Vâng, tôi đọc để thì tôi có thể mở rộng kiến thức nè và tôi có thể thư giãn sau giờ làm. Đôi lúc mà tôi muốn mà động não suy nghĩ hoặc tìm ra một ý tưởng mới thì tôi cũng đọc để tìm được cái nguồn cảm hứng. Thì đó là B2 mình sẽ là dài hơn chút xíu. Rồi, mình sẽ xem tới câu hỏi thứ hai. What kind of book do you like to read? Tell me something about your favorite book. Loại sách nào mà bạn yêu thích đọc? Hãy kể một vài điều về cái quyển sách yêu thích của bạn. B1 thì có thể chọn trả lời ngắn chút xíu và từ giải chút xíu. Ví dụ như I like reading love stories because they make me feel happy and comfortable. My favorite book is Romeo and Juliet. It tells a sad story but I enjoy reading it. Tôi thích đọc các cái chuyện tình cảm hay là ngôn tình đó bởi vì nó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Cái quyển sách yêu thích của tôi là Romeo and Juliet. Nó là kể về một cái câu chuyện buồn nhưng mà tôi rất là thích đọc nó. B2 cần trả lời dài hơn chút xíu. Ví dụ như I like marketing books because I work in marketing field and I want to update new trends regularly. My favorite book is How to Survive in Digital World. The book tells the ways to improve your business through digital marketing activities. Tôi thích các quyển sách về marketing bởi vì tôi làm việc trong lĩnh vực marketing và tôi cần phải cập nhật những cái xu hướng mới một cách thường xuyên. Quyển sách yêu thích của tôi là Cách để tồn tại trong cái thế giới kỹ thuật số.
Quyển sách này nói về cái cách để cải thiện, nâng cao cái kinh doanh của bạn thông qua các hoạt động marketing kỹ thuật số. Rồi, thì đó là tính gợi ý một chút xíu ha. Rồi, mình sẽ thêm hỏi thứ ba là where do you like to read? Bạn thích đọc sách ở đâu? Cũng có hai option cho các bạn. Ví dụ như option thứ nhất dành cho B1, I like to read in quiet places such as library and my bedroom, so on. B2 thì mình trả lời dịch cái phần B1 là tôi thích đọc sách ở những cái nơi yên tĩnh, ví dụ như thư viện nè, phòng ngủ của tôi nè, ví dụ vậy. Còn B2 thì mình trả lời dài hơn chút xíu. Mình trả lời giống như B1 ha, I like to read in quiet places such as my bedroom, library. However, sometimes I also enjoy reading at bus stop or airport and whenever I want to kill my free time. Tuy nhiên một vài lúc thì tôi cũng thích việc đọc ở các cái trạm xe bus hoặc ở cái sân bay, bất cứ khi nào mà tôi muốn viết cái thời gian rảnh của mình. Thì đó là gợi ý cho cái phần reading, phần đọc. Thì các bạn thấy là B1 mình chỉ cần trả lời những cái ý ngắn, B2 thì mình cũng có expand câu trả lời của mình ra. Đây chỉ là những cái gợi ý dựa trên cua tính thôi các anh chị, mình sẽ tự tìm ra được cái câu trả lời cho chính bản thân mình, chú ý mình nói cho càng nhiều càng tốt. Rồi, mình sang cái chủ đề thứ hai của cái phần thi số 1, đó là chủ đề về keeping fit, là chủ đề về việc là giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh nè, giữ cho cơ thể luôn được cân đối ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào câu hỏi thứ nhất. Mình sẽ đi vào câu hỏi thứ nhất. In what way do you try to stay healthy? Bằng cách nào thì bạn giữ được khỏe mạnh? Thì B1 mình chỉ cần những cái đơn giản là I do exercise and eat on time to stay healthy. Tôi tập thể dục và ăn đúng giờ để giữ được sức khỏe mạnh. Thì các bạn thấy là tính đang dùng những cái từ trong câu hỏi để tính lặp lại, thì B1 các anh chị mình nên vậy, nên dùng những cái từ ở câu hỏi có sẵn để mình chuyển thành câu trả lời của mình. Thì như vậy là mình vừa không có phải suy nghĩ nhiều với vốn từ này, thứ hai mình cũng đã nói được nhiều, thì nói nhiều thì giám khảo mới đánh giá cao cái phần của mình. Phần B2 thì các chị mình trả lời dài hơn ha, là in order to stay healthy I usually do exercises and have the balance and healthy diet. Besides, I think sleeping enough is good for health too. Tôi thì để giữ cho cái việc cơ thể khỏe mạnh thì tôi thường là tập thể dục nè, và có một cái khẩu phần ăn, một cái chế độ ăn cân bằng và lành mạnh, khỏe mạnh. Bên cạnh đó thì tôi cũng nghĩ cái phần rằng là cái việc ngủ đủ cũng tốt cho cái sức khỏe nữa. Đó là câu hỏi thứ nhất. Mình sẽ câu hỏi thứ hai. What do you think is the best time to exercise? Cái thời gian nào bạn nghĩ là thời gian tốt nhất cho cái việc tập luyện? Thì B1, ý thứ nhất. Mình cũng phải nhớ lặp lại câu hỏi ha. I think the best times to exercise is the morning because I can make my body ready for a long day at work. Tôi nghĩ rằng cái thời gian tốt nhất cho việc tập luyện là buổi sáng, bởi vì chúng ta có thể làm cho cơ thể sẵn sàng cho một cái ngày dài ở trong công việc. B2, I think the best time to exercise is the evening and should be from 5 to 7 p.m. because I am full energy and ready for the hardcore exercises. Besides, I think this is also the best time to relax and release stress after work. Tôi nghĩ rằng cái thời gian tốt nhất để tập luyện là buổi chiều tối, bởi và nên là khoảng bắt đầu khoảng từ 5 đến 7 giờ, bởi vì lúc đó là mình thấy là tôi có tràn trề năng lượng nè và sẵn sàng cho những các bài tập rất là cường độ mạnh. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ cũng là thời gian tốt nhất để cho cái việc thư giãn nè, cũng như xả stress sau một cái ngày làm việc căng thẳng. Thì đó là câu hỏi thứ hai, mình sẽ hỏi thứ ba. Tell me three bad habits you have which are damaging to your health. Kể rằng ba cái thói quen xấu mà bạn có, những cái mà đã hủy hoại, có thể là gây ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của bạn. Thì B1 gợi ý mình chỉ cần liệt kê ra thôi. Ví dụ như my three bad habits are sleeping late, skipping breakfast and drinking coffee. Ba cái thói quen xấu của tôi là ngủ trễ nè, bỏ ăn sáng nè và uống cà phê.
C2 thì mình trả lời dài hơn, mình có một cái câu dẫn gì đó nữa để cho cái phần trả lời của mình nó hay hơn. Although I have a lot of good habits such as doing exercise regularly, eating on time, I also have some bad habits such as sleeping late, eating fast food and drinking coffee. À, mặc dù tôi có một vài cái thói quen tốt, ví dụ như là tập thể dục thường xuyên nè, cái việc là ăn uống đúng giờ nè, nhưng mà tôi cũng có những cái thói quen xấu, ví dụ như ngủ trễ nè, ăn thức ăn nhanh nè và uống cà phê. Đó là những cái ví dụ của Tính, thì gợi ý của Tính ha. Thì đó là những cái gợi ý của Tính cho cái phần thứ nhất, phần social interaction, tương tác xã hội. Và lưu ý đây chỉ là những cái gợi ý giúp cho các bạn có thể mường tượng cách trả lời như thế nào. Các anh chị mình có thể tự suy nghĩ một cái câu trả lời của riêng mình, chứ không bắt buộc là phải theo Tính. Tính chỉ là gợi ý cách mình trả lời, cách mình dùng từ như thế nào mà thôi. Các chị mình cố gắng dựa theo chính mình, cái của mình mới là cái đi theo mình trong lúc ôn tập và đi thi, chứ không có một cái câu mẫu nào mà để giúp cho các anh chị mình là phải thuộc cái này rồi đi vô thi gặp lại hết. Học tủ là không có, không có nào tủ hết. Chủ yếu là cái kỹ năng của mình khi mình có để mình đi thi, mình gặp cái đề nào mình làm cũng được hết ha. Thì đó là cái phần thi thứ nhất. Mình sẽ sang phần thi thứ hai của cái phần thi nói, đó là chính là cái phần solution discussion, là phần thảo luận giải pháp. Thì phần này các anh chị mình sẽ có 1 phút để suy nghĩ và 2 phút để trả lời. Thì Tính đã chiếu ở cái bên cái màn cái đề mà Tính đã cho cái đợt trước cho các anh chị mình làm thử rồi. Tính sẽ dịch lại cái đề này ha. Bạn đang lên kế hoạch cho một cái kỳ nghỉ ở Đà Lạt cho lớp của bạn và đang nghĩ về việc chọn một trong ba cái cách thức để di chuyển: đi xe hơi nè, đi tàu nè, hay là đi máy bay. Thì ba cái đâu là cái cách tốt nhất để đến Đà Lạt cho lớp của bạn? Rồi ha, thì bây giờ Tính sẽ cho gợi ý từng cái. Thì đầu tiên là cho B1. B1 thì chỉ cần ngắn gọn và có những cái câu mẫu ha, mình lặp lại. As our question mentioned, there are three options to choose. Among them, I think by car is the best choice because of the following reasons. Thì mình thấy là có một cái số cái từ mình có thể lặp lại từ chủ đề này qua chủ đề khác. Ví dụ như như câu hỏi có đề cập, có ba cái sự lựa chọn để chọn. Giữa chúng thì tôi nghĩ rằng đi bằng xe hơi là tốt nhất, lựa chọn tốt nhất bởi vì những nguyên nhân sau. Firstly, they can enjoy sightseeing and take beautiful photos. Đầu tiên thì họ có thể thưởng thức cái việc ngắm cảnh, tận hưởng cái việc ngắm cảnh và chụp những cái bức ảnh đẹp. Secondly, we can manage our time by ourselves. Chúng tôi có thể tự cái việc quản lý cái thời gian của chúng tôi, lịch trình của chúng tôi. Hay mình có thể là we can manage our time and schedule. Thứ ba là thirdly, we can use this car to travel around Đà Lạt. Chúng tôi còn có thể sử dụng cái chiếc xe đó để du lịch xung quanh Đà Lạt nữa. On the other hand, I don't choose by train because it takes a lot of time to travel. Mặt khác là tôi lại không chọn cái việc đi bằng tàu bởi vì nó tốn rất là nhiều thời gian. I also don't choose by plane because it's too expensive for us. Tôi cũng không chọn cái việc là đi bằng máy bay bởi vì nó rất là mắc cho chúng tôi. Nha, thì đó là gợi ý cho B1. Mình thấy B1 rất là ngắn gọn, sharp, nhưng mà mình trả lời những cái ý có rất là có logic và rành mạch, từng ý như thế này thì khi đó mình cũng được đánh giá rất khá là tốt ha các anh chị. Mình chỉ định nghĩ mình trả lời ngắn vậy là không được điểm, mình trả lời ngắn mà là có câu cú đâu đó rõ ràng thì mình vẫn được điểm ha. Rồi B2 thì mình cố gắng trả lời dài hơn chút xíu, thì mình có một cái gợi ý. Thì ở B2 thì ở khúc đầu á, thay vì nói giống như các bạn là is a question mentioned nhưng là câu hỏi đề cập, thì Tính sẽ cố gắng lặp lại câu hỏi bằng cách nói của mình. Tuy nhiên nếu các anh chị mình không được thì mình có thể đọc lại cái đề hoặc biến cái đề, ví dụ như là mình đổi ngôi thứ hai thành ngôi thứ nhất, mình đổi ngôi thứ ba vẫn giữ nguyên, ví dụ vậy. Thì khi đó mình sẽ có được một cái phần paraphrase của riêng mình. Ví dụ ở đây thì Tính sẽ nói là Đà Lạt is one of the most famous destination in Vietnam for tourists. This year we are planning a trip to Đà Lạt. Among three options mentioned above, I think by car is the best way to get there for my class because of the following reasons. Đà Lạt là một trong những cái điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam cho khách du lịch. Năm nay thì chúng tôi thì đang lên kế hoạch một cái chuyến du lịch đến Đà Lạt
giữa ba cái sự những cái lựa chọn mà đã đề cập ở phía trên thì tôi nghĩ là đi bằng xe hơi là cách tốt nhất để đến đó cho lớp của tôi bởi vì những cái nguyên nhân sau. Firstly, we can enjoy sightseeing. We can stop, take beautiful photos and discover things together. Đầu tiên, chúng tôi còn có thể là thưởng thức là cái việc ngắm cảnh nè. Chúng ta có thể dừng lại chụp hình và khám phá những cái mọi thứ cùng với nhau, những thứ mới cùng với nhau. Secondly, we can manage our time or schedule by ourselves. We can feel when we feel tired, we can take a break and eat some delicious foods at rest stops. Thứ hai là khi chúng ta có thể kiểm soát cái thời gian bởi chính chúng tôi, tự kiểm soát thời gian, tự quản lý cái lịch trình của mình. Khi chúng ta cảm thấy mệt thì chúng ta cũng có thể là nghỉ nè, ăn một vài cái món ăn ngon tại các cái điểm dừng, điểm nghỉ ngơi. Thirdly, we can use this car to travel around Đà Lạt. So we can save time and use this amount of money to explore something new in Đà Lạt. Thứ ba là tôi còn có thể sử dụng cái xe đó để du lịch vòng quanh Đà Lạt. Vì thế mà chúng ta có thể tiết kiệm tiền và sử dụng cái khoản tiền đó để khám phá những cái thứ gì đó khác mới lạ ở Đà Lạt nữa. On the other hand, I don't choose by train because there's no direct train from my place to Đà Lạt. So we will spend a lot of time traveling and can feel tired. Một mặt khác thì tôi không có chọn cái việc đi bằng tàu bởi vì nó không có chuyến tàu trực tiếp từ 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 nơi của tôi đến Đà Lạt. Vì thế chúng tôi sẽ phải trải qua thời gian rất là dài cho cái việc di chuyển và có thể cảm thấy rất là mệt. I also think by plane is not a good choice because flights is always very very expensive. So we will not have enough money to do other activities in Đà Lạt. Đi bằng máy bay thì không phải là lựa chọn tốt bởi vì các chuyến bay thì rất là mắc nè. Vì thế chúng tôi sẽ không có đủ tiền để làm các hoạt động khác ở Đà Lạt. In conclusion, traveling by car is the most convenient and comfortable way for our class. Thì đó là cái phần gợi ý của Tính cho cái phần B1 và B2. Đó là những cái gợi ý thôi, các anh chị mình có thể dựa vào đó và tự soạn ra một cái bài cho mình. Mà các chị thấy là Tính thì Tính làm rất là rõ ràng. Phần đầu là phần mở là mình sẽ giới thiệu. Phần tiếp theo là giải thích lý do vì sao mình chọn cái ý đó. Và hai cái ý cuối cùng là hai cái ý mình sẽ nói là vì sao mình không chọn hai ý còn lại. Và một cái tiểu kết rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình thấy cái bài của mình nói rất là rõ ràng, mạch lạc, có từng ý từng ý từng ý. Thì mình thấy mình có liệt kê là cái cách dễ dàng nhất, nhưng mà cái bài của mình nó sẽ mạch lạc và logic nhất. Thì Tính nghĩ mình, các anh chị mình cũng có thể follow theo cách đó để làm cho cái phần bài mình nó mạch lạc hơn. Thì sau đây đó là cái phần số 2 là phần solution discussion. Mình sẽ sang phần thi số 3 gọi là phần topic development, phát triển ý tưởng chủ đề. Thì ở cái phần này các anh chị mình sẽ có một để suy nghĩ và bốn mình trả lời. Thì chủ đề Tính đã để ở cái màn hình kế bên rồi, các anh chị mình có thể thấy đây là một chủ đề khá là gần gũi với mình. Let's talk about benefits of smartphones. Hãy nói về các lợi ích của smartphone. Thì đề đã cho ra mình ba cái ý là entertainment là giải trí, communication là giao tiếp, useful tool for career là một cái công cụ hữu dụng cho công việc và cái ý kiến cá nhân của mình. Kèm với ba câu hỏi kèm theo. Thì mình bây giờ Tính sẽ đi vào các anh chị mình trả lời từng ý ha. Thì đầu tiên vẫn là cho B1 và tiếp theo vẫn là B2, những cái gợi ý cho B1 và B2. Thì sau đây chúng ta sẽ đến với cái phần gợi ý cho B1. I would like to start my short presentation about the benefits of smartphone. Tôi xin được phép bắt đầu cái phần thuyết trình ngắn của mình về lợi ích của smartphone. Firstly, smartphone help us entertain after work or study. For example, we can listen to music and watch film to relax. Đầu tiên thì smartphone nó sẽ giúp cho chúng ta là giải trí sau giờ là sau học, sau giờ làm việc hoặc việc học, sau giờ làm hoặc giờ học. Ví dụ như chúng ta có thể nghe nhạc này, xem phim để thư giãn. Secondly, we can use smartphone to communicate with our family, friends and coworkers. Thứ hai, chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh để giao tiếp cùng với
gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Totally, smartphone is a useful tool for career. We can use it to send and receive email. Thứ ba, smartphone là một cái công cụ hữu dụng cho công việc. Chúng ta có thể sử dụng nó để gửi và nhận email. Besides trees, ideas about, I think smartphone also help us a lot in studying. We can use apps such as Zoom, Microsoft Teams to learn online. Bên cạnh ba cái ý kiến trên thì tôi nghĩ rằng smartphone còn giúp chúng ta rất là nhiều trong việc học. Chúng ta có thể sử dụng các app ví dụ như Zoom hay là Microsoft Teams để học online. Thì cái ý này là cái ý mình có thể nói cũng không nói cũng không sao. Nếu nói thì mình sẽ có được thêm điểm, còn nếu không nói thì mình sẽ thấp điểm hơn chút xíu. Tính khuyên các bạn là nên cố gắng suy nghĩ ra được một cái ý kiến cá nhân của mình thì nó sẽ tốt hơn. Còn anh chị B1 mình không suy nghĩ được thì mình có thể không nói cái ý này. Vậy mình sẽ bắt đầu trả lời ba câu hỏi phía dưới luôn. Thanks for listening. Next, I will answer the questions. Mình sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi ha. Thì câu hỏi thứ nhất là hỏi mình là Do you have a smartphone? What do you usually do with your smartphone? Nhớ không phải bài câu hỏi mình nhìn câu hỏi mình trả lời thôi ha. Thì bạn có sử dụng một cái điện thoại thông minh hay không? Bạn thường làm gì với cái điện thoại của mình? Thì Tính sẽ trả lời như thế này. Yes, I have a Samsung phone. I usually take photos and listen to music with my phone. Vâng, tôi có một cái điện thoại Samsung. Tôi thường chụp ảnh và nghe nhạc cùng với cái điện thoại của tôi. Câu hỏi số 2. At what age should children own a smartphone? Ở cái tuổi nào thì trẻ em nên có sở hữu một cái điện thoại thông minh? Thì đây tính là children should own a smartphone at 15 because at that age they can define what they can do with a smartphone. Trẻ em thì nên được sở hữu một cái điện thoại thông minh lúc 15 tuổi, bởi vì ở cái độ tuổi đó thì chúng có thể xác định được là chúng có thể làm gì với cái smartphone. Câu hỏi thứ ba. Do you think more smartphones will be sold in the future? Bạn có nghĩ nhiều smartphones sẽ được bán hơn trong tương lai hay không? Yes, I do. I think more smartphones will be sold in the future because they bring a lot of benefits to our life. Vâng, tôi nghĩ rằng cái nhiều smartphone hơn sẽ được bán trong tương lai bởi vì chúng mang lại rất là nhiều lợi ích cho con người. Thì đó là gợi ý cho B1. Thì chúng ta cùng đến với một cái gợi ý cho B2 dài hơn chút xíu. Thì phần mở đầu hồi nãy mình chỉ nói những cái câu đơn giản, thì bây giờ mình sẽ cố gắng mà có một cái đoạn gì đó mở, giống như mình đi thuyết trình vậy đó. Mình phải có mở rồi xong mình mới trình bày, xong rồi mình mới trả lời câu hỏi ha. Thì giống như một cái bài thuyết trình luôn. Thì đây là một cái gợi ý của Tính. Nowadays, more and more people own and use smartphone because it brings a lot of benefits to our life. We can use smartphone to do many things, such as entertaining, communicating, working, and so on. Today, I will make the short presentation about the benefits of smartphones. Ngày nay thì ngày càng nhiều người là sở hữu và sử dụng điện thoại thông minh bởi vì chúng mang lại rất là nhiều những cái lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng nó để làm rất là nhiều thứ, ví dụ như là giải trí nè, liên lạc nè, làm việc và nhiều hơn thế nữa. Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái bài thuyết trình ngắn về những cái lợi ích của smartphone. Firstly, smartphone helps us entertain after work or study. There are a lot of applications on smartphone we can use to relax or reduce stress. We can watch film, listen to music, or surf some funny stuff on the internet with a smartphone. Đầu tiên thì smartphone giúp đỡ chúng ta rất là nhiều trong việc giải trí, sau giờ học hay giờ làm. Có rất là nhiều các ứng dụng trên smartphone mà chúng ta có thể sử dụng cho cái việc là thư giãn hay xả stress. Chúng ta có thể xem phim, có thể nghe nhạc, có thể lướt một vài thứ nào đó hài hước trên internet với cái smartphone. Smartphone is a good tool for communication. We can use it to keep in touch with our family, friends and co-workers, even though they live far away from us. With a smartphone connected to internet, we can contact them free and easily. Thứ hai là smartphone là một cái công cụ tốt cho việc liên lạc, trong cái việc là giao tiếp.
chúng ta có thể sử dụng nó để giữ liên lạc cùng với gia đình, cùng với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là họ sống ở rất xa chúng ta. Cùng với một smartphone có kết nối với Internet thì chúng ta có thể liên lạc với họ miễn phí và dễ dàng, một cách rất là dễ dàng. Totally, smartphone is a useful tool for career. For example, when we don't understand something, we can use Internet to search. Or when we go to on a business and we don't bring the laptop, we can use smartphone to check mail, to reply to our customer, for example. Thì ví dụ chúng ta smartphone là một cái công cụ hữu dụng cho công việc. Ví dụ như khi chúng ta không hiểu một thứ gì đó, chúng ta có thể sử dụng Internet để tìm kiếm nè. Khi chúng ta đi công tác nè mà không có đem laptop nè, thì chúng ta cũng có thể sử dụng smartphone để kiểm tra email, để trả lời khách hàng. Besides three ideas above, I think smartphone also help us a lot in studying. We can use applications such as Zoom or Microsoft Teams to learn online. And sometimes when I want to widen my knowledge, I can use smartphone to download some documents and some good information on the internet to learn. Rồi mình sẽ trả lời ba câu hỏi tiếp theo ha. Thanks for listening. Next, I will answer the given questions. Câu hỏi thứ nhất thì mình cũng trả lời giống như tên kia ha. Yes, I have a Samsung. I usually take photo and listen to music with my phone. Rồi, trả lời giống như tên kia. Tuy nhiên tính có thêm một chút xíu thì các bạn có thể để ý ở trên bảng thì có cái câu thứ ba tính chỉ thêm một số ý là as mentioned above thôi ha. Thì các bạn nhìn thấy có khác chút xíu là khác mình sẽ có một cái câu kết hồi nãy mình đã mở rồi, bây giờ mình kết để cho cái bài của mình nó được hợp lý hơn. This is the end of my presentation. Thank you for your attention. If you have any more questions, don't hesitate to contact me. Đây là phần kết của phần bài thuyết trình của tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng có ngần ngại liên lạc với tôi. Thì đó là tổng cộng cái phần trả lời của mình. Thì như Tính nói là những cái gợi ý của Tính là Tính dựa ra bằng cái kiến thức của bản thân hoặc những cái lần Tính đi dạy. Các anh chị mình có thể tự suy nghĩ ra một cái của mình, miễn sao các anh chị mình trả lời được nhiều ý và trong đúng cái thời gian quy định. Tất nhiên ở nhà soạn nó sẽ dễ dàng hơn khi trên lớp. Do đó các anh chị mình cố gắng làm những cái ví dụ mà Tính đã đưa ra ở những cái lần trước, ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó, để mình làm quen với cái áp lực thời gian. Ở nhà mình sẽ rất là thoải mái, khi đi thi mình sẽ có một cái áp lực rất là khó cho các anh chị mình, cho các anh chị mình lưu ý. Tính vừa đi vào một cái ví dụ về phần bài thi speaking thì các anh chị mình thấy là Tính trả lời dựa theo thực tế cũng có, rồi dựa theo những cái gì Tính có thể trả lời được cũng có. Bởi vì mình đi thi mà, mình đi thi chủ yếu là nhờ cái sự phản xạ, cái sự phản xạ nhanh của mình. Nếu như mình không phản xạ nhanh thì khi đó mình sẽ bị, thứ nhất mình sẽ bị lỡ thời gian, thứ hai mình trả lời bị ấp a ấp úng, thì cái phần mà mình trả lời mạch lạc nó sẽ không được tốt. Do đó Tính khuyên các anh chị mình nên soạn trước một số những cái câu mẫu, những cái từ mẫu, những cái từ vựng mình có sẵn trong đầu. Mình thực hành càng nhiều càng tốt để mình có thêm được vốn từ vựng cũng như cái phần kỹ năng của mình sẽ được nâng cao qua từng ngày. Chỉ có thực hành mới có thể cho các anh chị mình thành công được. Practice makes perfect là một trong mấy câu tiếng Anh, ý nói là chỉ có thực hành mới hoàn hảo mới tốt mới thành công được. Hy vọng là Tính sẽ tiếp tục làm những cái video tiếp nữa. Hy vọng là các anh chị mình sẽ tiếp tục theo dõi kênh YouTube của Tính, cũng như các anh chị mình sẽ ở nhà và ôn bài thật tốt nè, ôn bài thật hiệu quả và đưa ra cho chính bản thân mình những cái kỹ năng riêng. Một lần nữa xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.